Em chào tất cả mọi người nha. Trên màn hình mọi người thấy đây là những cái ống nè. Thì thật sự là những cái ống này nếu mà anh chị em cô chú mình nhìn ai cũng sẽ biết làm. Nhưng mà trong video này á, Nhân sẽ hướng dẫn cho anh chị nào để máy bên trong hồ mà cái đường vào của mình nha. Có nghĩa là cái đường hút vào của mình á, ống 34 thì anh chị em cô chú mình nếu mà muốn chia hút đá hút mặt á, thì mình có thể là áp dụng theo cái cách của Nhân để cho cái lực hút của mình nó mạnh nha. Tại vì có nhiều anh chị khi mà để máy bên trong hồ á, cái đường vào của mình là 34, anh chị mình chia cái đường ống nó không đều, nó dẫn đến là cái phân á nó gần ngay chỗ cái hút đáy của mình, anh chị mình hút nó không có được, nó dẫn đến là không hiệu quả nha cả nhà. Vậy thì đầu tiên nha, anh chị mình sẽ mua dùng cho Nhân đây là cái T34 nè cả nhà, cái T34 nha. Rồi cái đường hút vào của mình á, anh chị mua cái răng trong 34 mình cắn vào. Mình đang hướng dẫn mọi người là cái để mình cắn vào cái đường răng 34 nha. Có nghĩa là cái đường hút vào của mình 34 á, anh chị mua cái T34 nè, sau đó cắt một khúc ống 34 nè anh chị em cô chú mình thấy không, đã gắn vào đây để mình gắn vào trong cái răng 34. Tiếp theo đó là ngay chỗ cái đường ống T34 này, nếu mà thông thường anh chị mình sẽ để như vậy luôn, là sau đó đây mình cho hút đáy 34, hút mặt của mình 34. Như vậy là cái máy bơm của mình nó hút rất là yếu nha. Chào cả nhà thân yêu của em nha. Đây là thức ăn thuốc tím nè, còn đây là vi sinh, đây là chai thuốc trị rận nước với lại trùng mỡ neo á. Hiện tại bây giờ em đang cung cấp những dòng sản phẩm này nha, với là máy bơm nữa. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ với là Nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Nó sẽ ưu tiên hút mặt, tại vì cái nào gần nhất sẽ hút trước nè. Đây, đây hút mặt của mình gần nhất nè. Cảm ơn tới cái hút đáy. Mà cái hút mặt là mọi người biết là cái phân nó không có nhiều, nó dơ không có nhiều, chủ yếu là hút đáy thôi. Mà cái hút đáy của mình để 34 nữa nó hút không có mạnh nha cả nhà. Nó dẫn đến là phân còn bên trong hồ. Thì bây giờ Nhân hướng dẫn cho mọi người cái cách mình thu ha. Cái T34 sau đó anh chị em cô chú mình á, đây sẽ mua nè, 34 về 27, anh chị em cô chú mình thấy không, 34 về 27, gắn vào ngay chỗ cái đầu hút của hút đáy nè. Còn cái này là cái hút đáy chế nè, ngay chỗ này là 27 này cả nhà nè. Đây nè, 34 về 27 nè, cái này là 27 hút đáy nha. Anh chị em cho nó về 60 hoặc là 90 cũng đều được nha. Đấy, còn cái phần hút mặt này nếu mà để 60 luôn không được, nó sẽ ưu tiên cái phần này hết, nên là mình sẽ cũng sẽ thu nó về luôn. Đây mọi người thấy nè, 34 mình cho nó về 21 nha. Rồi để tử im đi nha. Đó này, đó, 34 về 21 gắn vào. Sau đó mọi người có thể là cho lên, mình làm hút mặt xoay, hút mặt lên xuống theo mực nước cũng được, nhưng mà đây mình hướng dẫn anh em nè, nếu mà để máy bên trong hồ á, làm hút mặt truyền thống đi, nhớ sẽ hút hiệu quả hơn đó. Mình cắt đơn giản vậy thôi, sau đó anh chị em cô chú mình gắn vào. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần hút đáy, hút mặt để máy bên trong hồ, mà cái lực hút của mình sẽ mạnh luôn, tại vì cái đường vào của mình là 34 nè cả nhà, thấy không, nó sẽ hút vào lượng nước là 34 cái đường ống này, nên là khi mà mình thu nhỏ cái 21 nè, nó sẽ còn thiếu khoảng chừng 27 nữa, thì đây cái 27 của cái hút đá này nó sẽ tăng lực hút. Vậy thì cái phân ngay chỗ vị trí là cách 3 cm nè, đây đây đây, nó sẽ đều được hút vào, và cái phần hút mặt của mình cũng sẽ được hút vào nha cả nhà. Đó, thì do mấy bữa nay có rất là nhiều anh chị mình để máy bên trong hồ á, mọi người hút nó không có hiệu quả, nên là trong video này nha, hướng dẫn để anh chị nào nếu mà để máy bên trong hồ á, cái đường vào của mình 34 chia hút đá hút mặt, thì anh chị mình lưu ý để tăng cái lực hút của nó nha. Cái đầu tiên là mua cái T34, sau đó lên hút mặt 34 về 21 nè. Đó, cho lên gắn hút mặt xoay lên xuống gì cũng được. Ở đây thì mình gắn cho anh chủ hồ là hút mặt truyền thống nha. Rồi cái đường hút đáy mình sẽ cho nó về 34 về 27, như vậy là nó sẽ tăng lực hút vừa hút mặt vừa hút đáy luôn nha cả nhà. Đó, thì mong rằng video này của mình á sẽ giúp ích được cho nhiều anh chị mình hiện tại bây giờ để máy bên trong hồ, cái đường ống 34 mà hút đáy hút mặt nhìn thấy nó hơi yếu, thì mình có thể là tham khảo nha. Nhân xin phép kết thúc video tại đây. Mọi người xem video thấy những cái em chia sẻ nó hữu ích, cho em một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.